Nhà em đang thịt cò các bác ơi. Hôm nay là một video rất là thực tế, bên em đang làm cò gửi đi cho các bác nhé. Đây là cách bên em làm cò. Hôm nay em quay rất là thực tế luôn, trực tiếp cho các bác xem nhé. Những các bác nào mà muốn tự làm cò ở nhà thì cũng có thể nhìn và học bên em cách làm cò này. Nói chung là nó nhiều công đoạn lắm các bác ạ. Từ đo xong rồi cắt xong bắt đầu gọt rất là bẩn và bụi. Công nhân nhà em làm cỏ vất vả như này cơ mà, bụi lắm. Để làm được một thành phẩm một con cò thì giá thành thì rất là rẻ, nhưng mà qua rất nhiều công đoạn, từ làm thân xong rồi còn làm cổ. Trong trong cái video này thì em sẽ quay cho các bác xem. Đây là bên em làm thân cò nhé, còn cổ cò nữa cơ, cũng phải đo phải kẻ xong rồi phải cắt phải gọt, nắm công đoạn lắm. Mà một con cò được có 20.000, rất là thực tế nhé. Bên em bán cò thì cò là làm từ thành phẩm từ xốp các bác nha, nguyên liệu từ xốp, xốp là xốp cứng, phân nạc từ xốp cứng, cổ thì là xốp dẻo. Đây là bên em vừa mới gọt xong, gọt xong bắt đầu quay sang làm mài, mài mịn. Đây là quá trình mài mịn các bác nhé, bụi lắm ạ. Được một con cò đâu phải đơn giản đâu. Là các bác mua hàng thì các bác cũng nên thông cảm, con cò không được bao nhiêu cả nên các bác nên thông cảm là cũng không nên cả nhiều, vì nguyên liệu mua cũng đắt này, xong về lại quá trình làm rất là nhiều công đoạn. Đây, và đây là cổ bên em làm là cổ dẻo đây các bác này. Cũng có bác đòi hỏi làm cổ thân cứng, nhưng cổ thân cứng, cổ làm bằng như xốp cứng bằng thân này thì khi các bác vận chuyển ấy, nó sẽ cái cổ này nó mỏng mà nó sẽ bị gãy các bác ạ. Nên là cổ làm xốp dẻo và thân là xốp cứng thì các bác vận chuyển hoặc là khi các bác lắp này nó sẽ dễ, nó sẽ không bị gãy nhá. Như này về các bác chỉ việc cắm vào que là các bác đi bẫy thôi, tùy theo các bác thích cho ngẩng lên hoặc cụp xuống đều điều điều chỉnh vào cái cổ này nhé. Đấy. Làm xong lại phải tạo cái khe này để các bác đút cái cổ cò vào, rất nhiều công đoạn. Bác thợ nhà em đang vẽ cái cổ ra, cái thân cứng xốp cứng, cổ làm xốp dẻo. Bên em bán thêm cả dụng cụ thì để các bác đánh cò ấy, thì có cả keo, keo pro loại 1, keo trong đánh cả nắng cả mưa siêu dính các bác nhé. Keo này siêu dính, không mùi không màu không vị. Keo trong đánh nhiệt độ cao từ 40 50 độ C không chảy các bác nhé, không chảy. Keo trong pro, keo thì bên em báo giá luôn là 200 một ký, các bác mua từ 3 ký trở lên thì em miễn ship cho các bác. Nan, que nan bên em thì có đằng 2 đi 1 đi 7 và 2 đi 1, cắt 50 phân và 60 phân. Nan bên em là nan cắp quang, nan nhựa, đánh rất là bền bỉ và không lo bị gãy các bạn. Đánh hết năm này sang năm khác, các bác khi đi đánh xong về các bác tuốt keo ra, các bác vụ sau các bác vẫn đánh được, bác lấy vẫn đánh lại được thoải mái, để không gãy nhá. Giờ mọi người phần ra là đi đánh que nan cắp quang này, chứ không ai đánh que tre nữa. An này bên em bán là 150 một ký các bác ạ. Các bác mua số lượng như nào thì cứ báo giá bên em, gọi cho em ở số điện thoại em ghi mở góc màn hình. Đây là cách bên em làm cỏ. Bác nào mà có nhu cầu muốn làm thì cứ alo hỏi bên em sẽ hướng dẫn cho các bác cách làm cỏ nhé. Nhưng mà vất vả lắm. Để được một con cò như này thì rất là vừa là vất vả vừa là mặt bụi bụi bặm bẩn thỉu, là cứ tiện thì cũng không đáng bao nhiêu thì các bác cứ để bên em làm luôn cho, có 20.000 một con thôi. Các bác nhu cầu mua keo cò, mua lan này, mua cò giả, cò xốp thì alo số điện thoại em ghi ở góc màn hình nha. Để biết những video sau em đăng tải lên thì các bác cứ đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông và bình luận thả tay thả
thả like, thả tim cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.